Chúng ta cùng tìm hiểu. Mệnh đề kéo theo là gì? Cho mệnh đề P và Q. Mệnh đề nếu P thì Q được gọi là mệnh đề kéo theo và ký hiệu là P suy ra Q. Về giá trị của mệnh đề kéo theo, chúng ta có mệnh đề P suy ra Q chỉ sai khi P đúng và Q sai. Chúng ta cùng quan sát bảng chân trị của mệnh đề kéo theo. Ở bảng chân trị này chúng ta quan sát, nếu mệnh đề P đúng, mệnh đề Q đúng, thì chúng ta có mệnh đề kéo theo đúng. Nếu mệnh đề P sai, mệnh đề Q sai, thì chúng ta có mệnh đề kéo theo đúng. Nếu mệnh đề P đúng, mệnh đề Q sai, thì chúng ta có mệnh đề kéo theo sai. Nếu mệnh đề P sai, mệnh đề Q đúng, thì chúng ta có mệnh đề kéo theo đúng. Thông qua bảng chân trị của mệnh đề kéo theo, chúng ta lưu ý mệnh đề P suy ra Q chỉ sai khi P đúng và Q sai. Chúng ta lưu ý đặc điểm này để chúng ta dễ dàng làm bài tập. Hay nói cách khác, nếu một trong hai mệnh đề hoặc mệnh đề P sai hoặc mệnh đề Q đúng, thì chúng ta có mệnh đề kéo theo P suy ra Q luôn đúng. Chúng ta đi vào ví dụ cụ thể. Yêu cầu của ví dụ đó là xác định xem các mệnh đề sau đúng hay sai. Câu 1. Chúng ta có mệnh đề nếu ngày 12 tháng 12 năm 2012 là ngày Chủ nhật, thì số 1080 chia hết cho 20. Chúng ta thấy đây là một mệnh đề kéo theo. Có mệnh đề P. Đó là ngày 12 tháng 12 năm 2012 là ngày Chủ nhật. Và mệnh đề Q. Đó là số 1080 chia hết cho 20. Mệnh đề P. Có thể chúng ta chưa xác định được ngay là đúng hay sai, nhưng ở mệnh đề Q chúng ta nhận thấy rằng số 1080 là số chia hết cho 20. Như vậy mệnh đề Q là mệnh đề đúng. Dựa vào nhận xét chúng ta vừa học, chúng ta thấy mệnh đề Q đúng, thì chúng ta kết luận ngay là mệnh đề kéo theo đúng. Và chúng ta không cần xét tính đúng sai của mệnh đề P. Câu 2. Nếu 15 lớn hơn hoặc bằng 15 thì Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Chúng ta thấy đây là một mệnh đề kéo theo. Mệnh đề P của chúng ta là 15 lớn hơn hoặc bằng 15. Mệnh đề Q của chúng ta là Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Tương tự như câu 1 lúc nãy, chúng ta thấy mệnh đề Q là mệnh đề đúng. Như vậy, dựa vào nhận xét chúng ta vừa học, chúng ta thấy Q là mệnh đề đúng. Như vậy chúng ta kết luận ngay là mệnh đề kéo theo là mệnh đề đúng. Và không cần xét tính đúng sai của mệnh đề P. Câu 3. Nếu 65 bình phương bằng 4225 thì 153 là số nguyên tố. Đây là một mệnh đề kéo theo. Có mệnh đề P là 65 bình phương bằng 4225. Và mệnh đề Q là 153 là số nguyên tố.
Chúng ta thấy tổng các chữ số của 153 là 1 cộng 5 cộng 3 bằng 9. Như vậy 153 ngoài chia hết cho 1 và 9 nó, 153 còn chia hết cho 3 và 9. Như vậy 153 là hợp số, không phải là số nguyên tố. Như vậy mệnh đề quy là mệnh đề sai. Mệnh đề quy là mệnh đề sai, chúng ta chưa kết luận được mệnh đề kéo theo là đúng hay sai. Chúng ta tiếp tục xét mệnh đề P. Chúng ta thấy 65 bình phương bằng 4225 là đẳng thức đúng. Như vậy mệnh đề P là mệnh đề đúng. Dựa vào nhận xét chúng ta vừa học, chúng ta thấy mệnh đề P đúng, mệnh đề Q sai. Như vậy chúng ta kết luận mệnh đề kéo theo là mệnh đề sai. Câu 4. Nếu căn 2 là số hữu tỉ thì 121 là số chính phương. Đây là mệnh đề kéo theo, có mệnh đề P là căn 2 là số hữu tỉ, mệnh đề Q là 121 là số chính phương. Chúng ta thấy 121 là 11 mũ 2, như vậy 121 là số chính phương, điều này đúng. Như vậy chúng ta có mệnh đề Q đúng. Dựa vào nhận xét vừa học, chúng ta thấy mệnh đề Q đúng. Như vậy chúng ta kết luận ngay là mệnh đề kéo theo đúng, mà không cần phải xét tính đúng sai của mệnh đề P. Câu 5. Nếu 1 bằng 2 thì 3 bằng 9. Đây là một mệnh đề kéo theo, có mệnh đề P là 1 bằng 2 và mệnh đề Q là 3 bằng 9. Chúng ta thấy mệnh đề Q là mệnh đề sai và mệnh đề P cũng là mệnh đề sai. Dựa vào nhận xét vừa học, chúng ta thấy mệnh đề P sai thì chúng ta kết luận ngay mệnh đề kéo theo đúng.